Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Diễn biến hai vùng áp thấp sắp xuất hiện gần Biển Đông. Cơ quan khí tượng dự báo diễn biến tiếp theo của các vùng áp thấp đang hình thành quanh khu vực Biển Đông. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ cơ quan khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines Pagasa, hai vùng áp thấp dự kiến sẽ hình thành ở khu vực Biển Đông và vùng lân cận trong tuần này, có thể ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết trong khu vực. Theo báo cáo của Pagasa, một vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên Biển Đông vào ngày 29 tháng 8 và dự kiến sẽ rời khỏi khu vực dự báo của Philippines vào ngày 31 tháng 8. Đồng thời, một vùng áp thấp khác dự kiến hình thành ở phía đông Philippines cũng vào ngày 29 tháng 8, di chuyển vào khu vực dự báo của nước này vào ngày 30 tháng 8 và có thể tan biến vào đầu tuần sau. Ngoài ra, các chuyên gia thời tiết của Pagasa đang theo dõi chặt chẽ các cụm mây ở phía tây nam Luzon, có khả năng phát triển thành áp thấp trong những ngày tới. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý rằng bão San San đang cách Bắc Luzon 1.980 km về phía đông đông bắc, có rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Gió mùa Tây Nam dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Luzon, Visayas và phía Tây Mindanao trong suốt tuần này. Cường độ gió mùa được dự báo sẽ mạnh lên từ ngày 27 đến 30 tháng 8 và suy yếu vào cuối tuần. Hiện tượng này có thể gây mưa rải rác ở nhiều khu vực, đặc biệt là vào buổi sáng tại Mimaropa và Tây Visayas của nước này. Thời tiết ở các khu vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thời tiết khu vực Bicol, phía tây Calabazon, phần còn lại của Visayas, quần đảo Sulu và bán đảo Zamboanga chủ yếu nhiều mây, có lúc nắng và thỉnh thoảng có mưa. Với những diễn biến thời tiết phức tạp này, du khách đến Philippines trong thời gian tới cần lưu ý theo dõi thường xuyên các bản tin thời tiết và cảnh báo từ cơ quan chức năng địa phương. Chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng cho chuyến đi, đặc biệt nếu có các hoạt động ngoài trời. Mang theo áo mưa hoặc ô để phòng mưa bất chợt. Tránh các hoạt động trên biển hoặc gần bờ biển khi có cảnh báo về thời tiết xấu. Đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ lũ quét hoặc sạt lở đất khi có mưa lớn. Du khách cũng nên giữ liên lạc thường xuyên với người thân để cập nhật tình hình. Quan trọng nhất là tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn từ chính quyền địa phương. Với những diễn biến thời tiết phức tạp này, việc linh hoạt trong kế hoạch du lịch và ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh là cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong thời gian gần đây, đặc biệt là vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn với tần suất cao, nên hiện tượng sạt lở xâm thực biển đã diễn biến hết sức nghiêm trọng tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và điều này cũng khiến cho người dân và chính quyền địa phương hết sức lo lắng. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở xâm thực bờ biển khu vực các xã Hoàng Trường, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC 14. Đoạn bờ biển Hải Tiến, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trở nên tang hoang, đổ nát như thế này. Nhiều đoạn kè bê tông bị sóng biển đánh vỡ, nhiều vị trí nước biển ăn sâu vào đất liền, xâm thực sâu nhất 15 mét. Ông Phan Thanh Thảo có nhiều năm sinh sống tại bờ biển này. Chưa năm nào ông thấy triều cường xâm thực mạnh như năm nay. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp khiến ông và nhiều hộ dân cảm thấy bất an, lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão đang bước vào cao điểm. Thì năm nay là biển nó ăn vào nhiều hơn, nước nó đập vào hơn nhiều hơn. Ngày xưa, trước đây thì nó chưa đến mức độ này, nhưng từ 2 năm ngoái trở về đây thì độ biển nó đập vào cái khu dân cư này là nhiều này. Đây các cái bờ kè các em thấy đấy. Cho nên nó ăn vào tầm cỡ nếu như so từ lúc tháng 5 đến giờ thì nằm cỡ phải 7 mét. Năm nay có nguy cơ nếu mà bão to đó, thì nước sẽ đập qua cái đường này, nó tràn vào trong. Nhiều người dân cũng mong muốn các cấp chính quyền sớm xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở, xâm thực trên để người dân yên tâm trong mùa mưa bão này. Không kể thì sóng biển nó to thì dân lo là sợ nó nước nó vô làng, dân không biết chạy vào đâu được. Cho nên là dân cũng mong muốn cho là đảng nhà nước cũng phải nhanh để mà làm như cái này cho nó vững vàng để cho dân yên tâm làm ăn. Nếu mà như thế là nó có cái bờ kè đây thì nó lại dân chúng thì nó yên tâm một tí. Nhưng mà bây giờ nó sạt lở, nó đào vào đến đây rồi thì dân chúng nói chung thì ở đây thì dân người ta cũng chỉ có biết coi như là lở thế thôi, nhưng mà bây giờ thì cũng không biết kêu ai được. Thì bây giờ là chỉ cái này là cũng chỉ có nhờ đến nhà nước thôi để hỗ trợ, để làm coi như cái đoạn này nữa là cho nó xong đi thì dân chúng ở đây nó ta với lại ổn thỏa được cái cuộc sống. Theo Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa, qua kiểm tra thực tế,
đoạn bờ biển thuộc xã Hoàng Trường dài 1,6 km và đoạn thuộc xã Hoàng Thanh, Hoàng Phụ dài khoảng 2 km đang bị sói lở, xâm thực nghiêm trọng. Điểm xâm thực vào bờ sâu nhất tại xã Hoàng Trường khoảng 30 m, tại xã Hoàng Phụ khoảng 100 m. Phạm vi bị sạt lở, xâm thực tại huyện Hoàng Hóa ước tính khoảng 25 ha. Nguy cơ ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân, các công trình kè chống sạt lở, đường giao thông và nhiều công trình khác. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường đã làm cái biện pháp đầu tiên là cắm các cái biển cảnh báo và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và dùng cái vốn bốn tại chỗ để về cái phòng chống bão lũ, cắm cặp và để rồi cái khu vực sạt lở và cắm các cái phương tiện cắm cặp và bỏ bì cát để tạm thời làm cái công việc trước tiên để chống cái sạt lở và báo cáo với huyện để xin ý kiến để chỉ đạo huyện. Cái điểm bị xâm lực sâu lấn sâu nhất là vào khoảng tầm 15 đến 20 mét. Thì đặc biệt trên khi bị xâm lực xảy ra thì làm mất đất một số cái diện tích đang trồng cái phi lao và cũng như là ảnh hưởng đến các cái hạ tầng đường giao thông nội bộ của doanh nghiệp. Diễn biến xâm thực biển và đặc biệt là sóng biển có cường độ là rất mạnh. Vì vậy cho những các cái biện pháp tạm thời thì nó sẽ không đảm bảo. Vì vậy cho nên huyện vẫn mong muốn rằng là sẽ được cái đầu tư gia cố cái hệ thống kiên cố. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực các xã Hoàng Trường, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án trọng điểm phòng chống thiên tai tại khu vực bờ biển, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm 4 tại chỗ. Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành công bố cái tình huống khẩn cấp đối với lại cái sự cố sạt lở bờ biển khu vực Hoàng Hóa. Để huy động tập tối đa nguồn lực của tỉnh, của địa phương sớm khắc phục cái sạt lở bờ biển để mà bảo vệ hạ tầng của xã hội, bảo vệ cái tính mạng của người dân cũng như là góp phần vào cái phát triển tình hình kinh tế xã hội chung của Hoàng Hóa nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Hiện tại thì Ủy ban tỉnh đang giao cho các sở liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính, Sở Đầu tư cân đối nguồn lực và cố gắng là sẽ khởi công trong năm 2024. Trong thời gian tới, hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển tại Thanh Hóa được dự báo sẽ còn tiếp diễn phức tạp, khó lường. Việc sớm triển khai các giải pháp thi công, khắc phục sạt lở là điều cần thiết và không thể chậm trễ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước thiên tai. Mở đầu là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ có những diễn biến trái ngược trên cả nước. Cụ thể là miền Bắc sẽ phải trải qua một đợt nắng oi bức, trong khi khu vực miền Nam và đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ sẽ đón nhận mưa nhiều hơn sau chuỗi ngày nắng nóng bất thường. Theo dự báo, miền Bắc sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng oi nóng bức trong suốt kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là vào ban ngày. Nhiệt độ cao và độ ẩm tăng sẽ làm tăng cái cảm giác nóng bức hơn. Tuy nhiên, vào chiều tối và rạng sáng, khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt và có thể giảm nhiệt tạm thời nhưng sẽ không kéo dài. Tại khu vực miền Nam dự báo vào dịp kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, khu vực này sẽ có mưa nhiều hơn và đặc biệt là vào chiều tối. Sáng có thể có mưa do mây từ phía Thái Lan di chuyển vào, còn trưa vẫn giữ nguyên tình trạng nắng nóng nhưng mưa sẽ tăng lên rõ rệt vào chiều tối giúp giảm nhiệt đáng kể. Tại khu vực miền Trung, Bắc Trung Bộ sẽ dịu nhẹ hơn như ảnh hưởng của mưa khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài đến giữa tháng 9 với mưa cục bộ ở các vùng núi. Nam Trung Bộ có thể đón nhận một số cơn dông từ Tây Nguyên mang lại chút dịu mát, nhưng nắng nóng sẽ chiếm phần ưu thế.